nua công nha, ngày này nua mà khỉ vàng xương chắc được năm mấy cốt này. Ngày này nó cao khoảng 23, góc nó khoảng 20 nha các bạn, nua mà khỉ nha. Ngày đấy nó cũng được. Để trồng vô chậu nhỏ hơn, thúc vô tới đây. Cái này còn đang nuôi nuôi đó, chưa xong. Đây là mình chợ. Nuôi công nuôi khỉ nha bạn. Nhỏ phun này phun mini. Nuôi công.